Chúng xin chào các bạn người Việt TV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin tổng hợp của báo người Việt vào ngày thứ bảy 11 tây tháng 4 năm 2020. Thưa quý vị, trong lúc dịch bệnh ở một số nơi tại Mỹ vẫn tiếp tục gia tăng thì vẫn có một số nơi giảm dần. Tuy nhiên, Los Angeles County và một số nơi khác sẽ tiếp tục gia hạn lệnh cách ly. Chẳng hạn như ngày hôm qua trong cuộc họp thì hội đồng giám sát đã ra quyết định là sẽ gia hạn ra tới ngày 15 tháng 5 thay vì 30 tháng 4 như tổng thống Donald Trump muốn. Uh, quyết định này uh, được ra ra uh, và đáng lý là hết hạn vào ngày 19 tháng 4. Sau khi ở đây có thêm 8.400 người bị uh, dính Covid-19, cho nên các giám sát viên ở đây uh, kêu gọi và họ đã quyết định mở thêm ra. Thì như vậy là gia hạn này nó cũng có lẽ cùng với là cả tiểu bang New York và tiểu bang Washington, hai tiểu bang này mới đây cũng đã áp dụng cái lệnh cách ly và đã nhờ cái lệnh cách ly này một cái số người chẳng hạn như ở bên Washington nó giảm bớt dần và ngay cả California cũng vậy luôn qua cái lệnh của thống đốc Gavin Newsom thì nhờ cách ly mà có những số người tại California mặc dù đông dân nhất nhưng mà chỉ có chỉ có hơn 20.000 người bị bệnh và mới hơn 500 người thiệt mạng thì kể là con số nó khá cao nhưng mà LA County là cái cái county đông dân nhất của California thì họ sợ nếu bây giờ mà cho bà con thoải mái ra đi làm ra ngoài thì có thể sẽ bị ảnh hưởng và có thể đã bị nặng hơn và cái chuyện này thì cũng dễ hiểu thôi, chẳng hạn như bác sĩ Christina Grady là cái người giám đốc sở y tế của Los Angeles County ngày hôm qua cho biết như vậy. Nếu chúng ta giảm cái yêu cầu mà cách ly xã hội ra vào đúng cái thời kỳ trước khi bệnh dịch lây lan thì có thể tới có tới 95.6% cư dân Los Angeles County sẽ bị nhiễm bệnh trong những ngày tới. Đó là bà cảnh báo như vậy ít nhất là tới ngày 1 tháng 8 mà nếu mà mở cửa ra đó để cho bà con đi làm lại là bình thường là 1 tháng 8 là có tới coi như là 95.6% cư dân ở đây bị. Đây là một con số rất là nguy hiểm và bà nói con số này chỉ có thể giảm xuống khoảng 30% nếu chúng ta duy trì mức gọi là cách ly hiện nay. Là bà nói là ngay hiện nay là vẫn không cho ra đường, chỉ ra những cái trường hợp đặc biệt thôi còn hầu hết là trường hợp đóng cửa, hàng quán tiệm ăn thì đóng cửa, bà con ở trong nhà, thấy không? Thì bạn nếu giữ ở mức này tới 1 tháng 8 mới giảm có 30% Đó là mặt cảnh cáo Đó là lý do tại sao Mà các giám sát viên ở đây họ dựa trên cái đề nghị của bà này Và họ đã quyết định là Gia hạn Cái uh, lệnh cách ly tới ngày 15 tháng 5 Thay vì 30 tháng 4 Ngoài ra các tiểu bang khác như New York, Illinois, Michigan và Ohio Cũng cho biết là họ sẽ Gia hạn cái lệnh cách ly Bắt người ta ở nhà Kéo dài cho tới tháng 5 hoặc là tháng 6 luôn à, Đó là những cái tiểu bang họ nói như vậy Thì uh, chuyện này nó xảy ra trong lúc LA County thì muốn gia hạn thêm thì trong lúc bây giờ tòa ốc đang tính cái chuyện là mở cửa lại đó, thì thành ra cái này nó cũng sẽ là cái rắc rối và ngày hôm thứ tư và thứ năm vừa rồi thì ông Steve Mnuchin bộ trưởng tài chính của Mỹ khi mà đài CNBC phỏng vấn về chuyện này thì ông nói như thế này ông tin rằng các công ty sẽ có thể mở cửa vào tháng năm chừng nào mà tổng thống Donald Trump cảm thấy thoải mái với cái dịch bệnh Covid-19 tức là ông nói rằng tùy tổng thống trump nhưng mà theo như nhìn có thể là khoảng tháng 5 à, tháng 5 là sẽ mở cửa trở lại thì tháng năm có nghĩa là bây giờ chúng ta còn bao nhiêu ngày chúng ta còn có hôm nay là chúng ta còn có chừng hai chục ngày nữa thôi đó là sẽ mở lại nhưng mà chưa biết như thế nào để coi các nhà đi sách tính toán như sao ở tiểu bang Maine ngày hôm qua mưa bão tuyết dữ dội đã làm cho ít nhất 250.000 người mất điện. Đặc biệt là vùng phía Bắc của thành phố Portland ở tiểu bang ở Maine và đặc biệt là tại Franklin County như vậy là tuyết lên tới 20 inch thưa quý vị, quý vị thấy trên màn hình người ta cào tuyết làm cho mọi thứ là bị gián đoạn và như vậy đã kéo dài hơn một ngày rưỡi à, thì cái lý do mà tại vì người ta cúp điện là không phải vì tuyết không mà là tuyết rồi nó có gió vừa tuyết nặng hạt quý vị thấy không trời ơi hình ảnh là chỉ thấy cái đèn xe nó trắng xóa như này rồi dây điện nó đổ đổ dây điện các cột điện bị đổ nên nó mới bị cúp điện và cho tới uh, tối ngày hôm thứ sáu thì một số nơi đã có điện trở lại nhưng mà người ta e rằng một số nơi sẽ còn bị cúp điện kéo dài qua tới ngày thứ bảy Ở cơ quan uh, thời tiết nói như biết là đi lại rất là khó khăn đặc biệt là những cái vùng mà bị tuyết nhiều mà nó không những đi lại khó khăn vì tuyết mà nó còn giảm cái tầm nhìn của chúng ta nữa khi mà tuyết đã rơi nhiều trên chúng ta lái xe chúng ta sẽ không thấy đường rất là nguy hiểm thì họ hy vọng là trong những ngày tới thì sẽ giảm bớt nhưng mà gió thì hiện nay ở đến đó gió khoảng từ 20 đến 30 dặm giờ. ở tình hình thì có vẻ khá hơn, mát mẻ hơn một chút nhưng mà rõ ràng là không có tốt cho tiểu bang Maine trong lúc này. Tiểu bang Maine thì quý vị biết nhìn trên bản đồ nó thuộc về phía đông bắc của nước Mỹ, nằm giáp Canada, một tiểu bang rất lạnh. Rồi bây giờ qua một cái chuyện khác nữa à, hấp dẫn không kém đó là nước Mỹ sẽ trợ giúp y tế và bệnh viện cho à, ý Ý là một nước đồng minh của Mỹ tại châu Âu. Thì chúng ta có biết trong những ngày qua, COVID-19 hoành hành nước Ý nhiều nhất. Ý là nước bị chết nhiều nhất trong tất cả các nước trên thế giới. Nhưng mà ngày hôm nay thì Ý thua uh, Mỹ, Mỹ vượt qua Ý rồi. Ở trên hình quý vị là một người đi mua bó hoa. Uh, quý vị thấy một quảng trường đông đúc về bên thủ đô Rome. Mà bây giờ vắng tanh, quý vị có để ý thấy ở trên cái uh, mặt đường không? Đây là cái quảng trường này, bây giờ quý vị thấy nó mọc cỏ. Cái điều lạ vô cùng... Bởi vì trước đây cái quảng trường lúc nào cũng đông người một ngày có cả mấy chục ngàn người đi qua đi lại họ đến là tập hợp uống cà phê nghe nhạc cho chim ăn vân vân họ đi riết mà mấy cái miếng gạch mà lát nó láng o luôn, mà tôi nói đùa là láng mà nhìn xuống soi gương được luôn đó cỏ mọc cũng nổi bây giờ cỏ nó mọc lên giữa kẽ kẽ với viên gạch chứng tỏ rằng là không có người đi, bởi vì cách ly mà đó thì ý đó bây giờ chết nhiều quá rồi nghĩa là không có chỗ chôn số người nghĩa là cũng nặng thì vừa qua các bệnh viện của ý phương tiện của ý, ý họ dùng cả quân đội luôn vẫn không đủ là đưa xác người đi chôn không có đủ người đi chôn mà xác không có chỗ để phải để trong nhà thờ nữa đó thì hôm rồi tổng thống Donald Trump cho biết là ông, thủ tướng Giusep Conti đã nói chuyện với ông vào tối thứ sáu và yêu cầu Mỹ giúp đỡ thì tổng thống cho biết là Mỹ sẽ giúp đỡ tổng, uh, nước Ý trong những ngày tới ba cái cơ quan mà phối hợp giúp đỡ là bao gồm Bộ Ngoại Giao Bộ Thương Mại và Bộ Quốc Phòng Bộ Quốc Phòng thì chúng ta biết là bên Ý có một số binh sĩ Mỹ đóng bên đó thì tổng thống Trump cho biết là các binh sĩ này cũng sẽ tham gia giúp các cái cái, cái uh, bệnh nhân ở ý như thế nào, chẳng hạn như chuyên chở hay là giúp uh, uh, lập những bệnh viện giá chiến vân vân vân, thì ông Trump cũng có nói là cái cái đây là một cái chuyện mà cố gắng chúng ta giúp đỡ trong tinh thần đồng minh chứ còn ông vẫn ưu tiên nước Mỹ, tức là nước Mỹ có chuyện gì thì Mỹ vẫn ưu tiên cho người dân Mỹ, đó. chứ còn không ưu tiên khác. Nhưng mà đối với trường hợp của ý là nước bị nặng nhất là trong nước đồng minh của Mỹ thì Mỹ cũng giúp mình trong giúp nước ý cho cái khả năng của mình, đó là ông Trump nói như vậy. Uh, ngày hôm qua thì tại bộ uh, uh, tư pháp cái uh, cơ, cơ quan cái bộ phận mà an ninh quốc gia đó có một ông thứ trưởng là ông son đi cũng nhắc đến cái chuyện là trong những ngày qua nga và trung quốc đưa thông tin sai trái lên trên mạng xã hội để làm cho bà con dân mỹ sợ hoặc làm cho cái chuyện mà bệnh hoạn ở mỹ nó rất là ghê gớm cho người ta hoang mang đó là cái tình trạng mà Uh, báo chí người ta cho biết như vậy tức là trong lúc mỹ bây giờ đang gặp khó khăn thì ông nga với ông trung quốc là ông làm sao cho cái khó khăn đó nó càng tệ hại cho dân mỹ càng sợ càng không tin tưởng vào chính phủ mỹ đó là mục đích của hai anh này rồi bây giờ cũng qua cái chuyện ăn á về đó là chuyện nga bị tố cáo tình báo nga đang thu thập tin tức của mỹ thì bản tin của yahoo cho biết là họ lấy được một cái báo cáo của bộ nội an mỹ cho biết là các gián điệp Trung Quốc đang tìm mọi cách để thu thập các thông tin. Bởi vì sao? Đây được coi là một cái thất bại của Mỹ trong việc chống dịch. Thì họ đang thu thập những thông tin này. Họ sẽ coi là Mỹ đối phó như thế nào. Trong cái kho dự trữ uh, chiến lược của Mỹ còn bao nhiêu cái khẩu trang, bao nhiêu cái áo bảo hộ y tế, bao nhiêu cái mặt nạ vân 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 Họ theo dõi hết và họ thu thập thông tin đó. Gửi về bên Moscow để cho Nga. Thì Nga sẽ phân tích những cái tin này. Đại sĩ nó có hai ba mục đích Thứ nhất là người Nga họ sẽ coi là trong tương lai nếu họ bị cái đại dịch họ sẽ đối phó như nào họ, họ học những cái luật cái mà thất bại người Mỹ ra để làm thành công cho mình Và cái điểm thứ hai quan trọng hơn nó theo từ Yahoo cho biết đó Là họ muốn biết coi nước Mỹ Yếu ở cái điểm nào Yếu ở cái điểm nào để khi có một cuộc chiến tranh một cuộc đối đầu họ sẽ nhắm những điểm yếu đó Ví dụ Tôi nói ví dụ thôi Mỹ bây giờ và Nga biết là ông Mỹ cái kho mà dự trữ chiến lược mà dụng cụ y tế của yếu kém. Thấy không? Chúng ta thấy trong thời gian qua Mỹ phải đổ xô nhau đi mua khẩu trang các khác thậm chí giành giật luôn. Về để cho người dân xài để cho y bác sĩ tá dài. Thì nếu người Nga biết chắc rằng những cái mặt hàng nào, ví dụ là mặt hàng mặt nạ N95 Mỹ thiếu khủng khiếp thì trong tương lai khi mà có những cuộc xung đột với Mỹ có thể người Nga sẽ cho gián điệp vào đánh phá ngay những cái kho mà dự trữ khẩu trang đó trước đó cái đó là ý mà cái, cái, tờ Yahoo họ biết là họ nói như vậy đó là lý do người ta thu thập thông tin đó. chứ thu thập thông tin để làm gì người ta thu thập thông tin tình báo liên quan đến quân sự này ngoại giao đâu đây là thu thập luôn cả tin về y tế công cộng thì cái này rõ ràng anh nhà đang có một ý đồ gì đó thì cái bản tin này đây là, 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 Yahoo họ lấy từ gốc là từ cái bộ nội an cho biết như vậy tất nhiên các giới chức này giấu tên nhưng mà họ nói đang có tình trạng đó và bây giờ Mỹ đang theo dõi rất sát sao những ai lấy những thông tin này để làm và thực sự lấy những thông tin này là không bị bắt bởi vì là thông tin công chúng công cộng tất cả báo chí đều đăng hết thì họ lấy mà họ lấy họ mới gọi là phân loại ra à, thành đấy đó là cái mỹ lo ngại thành ra ở cái xã hội dân chủ có quyền tự do báo chí đăng cái gì tùm lum nhiều khi nó cũng có cái dở nó mà nó cũng có cái hay của nó thì đó là cái chuyện mà muốn gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay trong phần tin tổng hợp cảm ơn quý rất nhiều thay chương trình chúng tôi sẽ hẹn quý vị vào chương trình lần sau